Wow, các bạn ơi, bạn Vi mua bánh về rồi, nhiều dữ hả? Ở đâu? Cho chị Châu bịch đó đi. À bịch, không, anh Kiệt mặc áo màu xanh, mặc ăn cái bánh màu xanh đi. Chị Châu ăn bánh màu màu đỏ nha, bạn Bin. Bạn Bin bánh màu gì vậy? Bánh thật nha các bạn. À bạn Bin màu xanh nước biển hả? Rồi bạn Bin vô trong ngôi nhà ăn luôn nha. Bạn Bin ăn bánh trong ngôi nhà luôn hả? Rồi. Cho các trời đóng cửa lại hả? Không cho vô luôn hả? Rồi bạn Kiệt xé bánh ra nè. Bánh ngon quá, cho miếng đi bạn Kiệt ơi. Đây nè các bạn ơi, đây là bánh khoai lang. Ơi, cho bác Hành miếng đi Bin ơi. Ngon quá các bạn ơi. Bánh của bạn Bin là bánh con cua nè. Ngon quá. Nó luôn luôn kẹp á. Xin chào các bạn. Xin chào bạn Kiệt nha. Ơi, nay bạn Kiệt có cái gì vậy? Cái nhà gì ngộ vậy? Đây các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt sẽ có một cái bộ đồ chơi ráp ngôi nhà hình chữ cái nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái ngôi nhà này coi. Đây là cái gì vậy bạn Kiệt? Hướng dẫn nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, mình sẽ ráp thành hình cái ngôi nhà này nè. Nó có quá trời kiểu luôn. Hôm sau mình sẽ tô màu. Đây có màu nữa hả? Tao cho các bạn xem màu với. Wow, có hộp màu tặng theo nè các bạn ơi. Hay quá. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cùng bạn Kiệt nha. Bắt đầu ráp ngôi nhà thôi. Mình sẽ hướng dẫn là mình ráp ngôi nhà. Đây là cánh cửa các bạn. Quả đây nè các bạn ơi, đây là cái cánh cửa của ngôi nhà nghe. Có để chữ bé học chữ nè. À đúng rồi, đây cánh cửa này mở ra mở vô được luôn nha. Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ mình ráp cái bức tường ngoài sau nha. Đây một cái bức tường chữ cái ngoài sau nó có cửa sổ nữa nè. Hồi mình đục lỗ cái cửa sổ này ra. Đây. Đây nè các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ráp cái bức tường bên hông nha. Ai ngồi trong ạ? Rồi cho con Bin trong nhà luôn. Hồi bạn Bin mở cửa ra nha. Rồi mở cửa bên đây nè Bin, con mở cửa bên đây nè. Đó, mở thử coi. Ủa, hay ghê không? Đó, mở cửa chui ra. Rồi chui ra Bin ơi, chui ra chui vô bằng cửa luôn á. Rồi bây giờ ráp tiếp nha. Rồi bạn Bin đi bắt con Su vô đi. Su đâu rồi? Bắt chú con vô. Bây giờ mình sẽ ráp tiếp nha các bạn ơi. Mình ráp tiếp bức tường này nha các bạn. Cái này nó có chữ cái A, B, C, D luôn nè. Mình ráp xong rồi hồi mình học nha. Ủa đâu rồi? Bin đâu rồi? Trời ơi, không thấy Bin đâu rồi. Mở cửa ra, cho vô với coi bạn Bin. Mở cửa nhà ra. À, rồi chui ra. Đây một căn nhà trai, nhà gỗ, như quên nhà giấy nha các bạn. Bin có biết đọc chữ không? Con đọc thử coi. Ủa trời ơi. Rồi trời ơi, bạn Bin vô sập cái nhà luôn rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ráp cái mái nhà lên nha. Rồi gắn mái nhà lên đi bạn Kiệt ơi. Rồi gắn mái nhà lên. Rồi xong một bên rồi các bạn ơi. Mình chốt nó lại cho nó dính luôn nha. Rồi mình sẽ làm tiếp cái mái nhà thứ hai. Đây một cái mái nhà thứ hai. Bạn Mai Châu chui vô đó không rồi? Bạn Bin đâu rồi? Bạn Bin giận rồi. Bạn Bin không có chui vô nhà hả? Nhà này của bạn Bin không đây. Ê các bạn ơi, mình ráp ống khói vô nha. Ống khói là bằng gạch nè. Rồi mình sắp hoàn thành xong ngôi nhà rồi các bạn ơi. Đẹp quá. Một ngôi nhà học bảng chữ cái.
A B C D. Rồi xong rồi mình sẽ ráp cái mái nhà lên nha, cái đỉnh mái nhà cao nhất luôn. Wow. Wow, các bạn ơi, ráp xong cái mái rồi, đẹp quá ta ơi. Rồi Bin chưa vô đi Bin. Chưa vô nhà con xong rồi kìa. Chưa vô. Để còn nữa hả? Còn cái cửa sổ trên nóc nhà nữa các bạn ơi, sắp xong căn nhà rồi. Màu đâu Bin? Màu đâu, lấy màu tô màu đi. Rồi chia màu ra nghiêng. Bạn Bin với bạn Châu chia màu ra nghiêng. Chưa xong đâu các bạn ơi, đục cửa sổ. Ôi, đục cửa sổ nữa hả? Ôi, đục cửa sổ nè. Rồi bây giờ chú vô từng người thôi nghe, từng người thôi nghe. Bạn Bin chú vô trước nha. Cho bạn Bin chú vô trước thôi, tại cái căn nhà này nhỏ quá. Đây bây giờ sẽ dùng. Đâu rồi cửa sổ thấy bạn Bin đâu? Thấy không? Quá. Rồi đóng cửa lại. Rồi bạn Kiệt đang tô cái ngói màu đỏ nè. Đâu rồi cửa sổ hôm nay thấy bạn Bin đâu? Thấy lũ tay luôn rồi nè. Nè, thấy lũ tay ở đây luôn. Rồi bạn Bin ơi, rủ chị Châu vô đi. Rồi chị Châu chui vô nhà đi nghe. Chị Châu chui vô nhà với bạn Bin nè. Rồi chui vô. Nhẹ nhẹ thôi nghe, coi chừng bể căn nhà luôn đó. Nhẹ nhẹ thôi, coi chừng bể căn nhà đó. Mở cửa bự ra. Rồi đúng rồi. Rồi chưa vô nhà đóng cửa lại luôn nha. Rồi bạn Kiệt đang tô mấy nhà màu đỏ nè. Rồi rồi đóng cửa lại đi. Đóng cửa lại đi coi thấy không. Rồi đóng cửa lại nghe. Rồi mở cửa ra Bin ơi. Mở cửa sổ ra coi thấy Bin trong đó không. Wow, đây các bạn thấy bằng Bin rồi nè. Rồi mở cửa thì ra coi. Đóng cửa luôn rồi hả? Trời ơi không thấy ai hết luôn. Rồi mở cửa ra coi. Đâu rồi? Trời trời không thấy ai luôn. Bạn Bin đâu rồi? Bạn Bin với bạn Châu đâu? Rồi chui ra. Một người chui ra lên tô màu nha. Rồi bạn Châu chui ra đi. Bạn Bin chui ra không? Rồi mình chui ra mình tô màu nha các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Căn nhà đẹp quá. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt đang tô một cái mái nhà màu đỏ với màu cam nha, rất là đẹp nè. Bạn Châu con tô mái nhà màu gì? Bạn Bin con tô mái nhà màu gì? Con chưa vô nhà luôn rồi hả? Trời ơi. Thôi các bạn ơi, bạn Bin đi vô ngủ rồi hả? Rình bạn Bin thử coi. Rình bạn Bin thử coi. Cửa sổ này thấy bạn Bin không? Thấy không? Trời ơi, bạn Bin ngủ rồi hả? Đây các bạn ơi, bạn Bin đang ngủ nè. Tại mình có thể thấy bằng nhìn cửa sổ thấy bạn Bin không? Qua nhìn trên đây thấy luôn rồi nè. Thấy à, chui ra rồi hả? Trời, ngôi nhà này vui đó các bạn ơi. Mình vừa tô màu rồi mình vừa chơi luôn. Mình học bảng chữ cái luôn hả? Đây các bạn ơi, bạn Bin lại chui vô nữa. Bây giờ bạn Kiệt với bạn Châu sẽ tô màu nha. Bạn Châu tô sắp xong một cái mái ngói rồi. Bạn Kiệt, bạn Bin đi ngủ nữa rồi hả? Trời, ngủ hoài vậy bạn Bin. Bạn Bin đâu rồi? Bây giờ mình mua bánh nha. Mình đi mua bánh về mình ăn nha. Rồi đi Bin, mình đi mua bánh thôi Bin ơi. Wow, các bạn ơi, bạn Bin mua bánh về rồi, nhiều dữ hả? Đâu, cho chị Châu bịch đó đi. Bịch, không, anh Kiệt mặc áo màu xanh mặc, ăn cái bánh màu xanh đi. Chị Châu ăn bánh màu đỏ nha, bạn Bin. Bạn Bin bánh màu gì vậy? Bánh hạt nha các bạn. Bạn Bin màu xanh nước biển hả? Rồi, bạn Bin vô trong ngôi nhà ăn luôn nha. Bạn Bin ăn bánh trong ngôi nhà luôn hả? Rồi, trời đóng cửa lại hả? Không cho vô luôn hả? Rồi, bạn Kiệt xé bánh ra nè. Bánh ngon quá, cho miếng đi bạn Kiệt ơi. Đây nè các bạn ơi, đây là bánh khoai lang. Cho bác hành miếng đi Bin ơi. Ngon quá các bạn ơi. Bánh của bạn Bin là bánh con cua nè. Ngon quá. Con cua kẹp á.
Rồi bạn Măng Châu đang tô cái ngôi nhà màu xanh tinh ngọc. Ui, pin đưa pin. Rồi ngó cái mặt ra pin. Ngó đây kìa. Quá trời ơi, bạn pin ló cái mặt ra luôn các bạn ơi. Đẹp quá, dễ thương quá, dễ thương quá. Mở cửa sổ rình, đừng bạn pin ăn. Chọc lét bạn pin à. chọc lét bạn pin luôn hả? Trên đây thấy bằng pin nè, bằng pin ơi, đứa mặt lên đây bằng pin ơi, đứa mặt lên. Quá chả thấy mặt bằng pin trên đây luôn nè các bạn ơi. Bên đây thấy được không? Đâu tao nhìn coi, đâu bằng pin, ngó coi thấy không bằng pin? Bên đây nè pin ơi, bên đây nè pin, đâu rồi à. Vui quá. Vui không pin? Vui quá hả? Trời, cho miếng bánh đó, coi thèm bánh quá à. Bánh ngon quá. Cho miếng đi pin ơi. Miếng bánh cùi. Ba trái luôn hả? Cảm ơn nha. Để bánh ở góc nhà luôn. Trời, ba bánh ở góc nhà luôn rồi hả? Trời, ở bánh rồi hả? Kêu Su lại đi. Để Su ăn miếng bánh đi. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt đang tô thêm một cái mái màu xanh lá cây nữa nè. Đẹp quá, ba màu luôn. Các bạn ơi, như vậy là video về ngôi nhà bằng giấy đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Lần sau mình sẽ tô màu hoàn chỉnh ngôi nhà này cho các bạn xem nha. Bye bye. Bye bye.